Xin chào các bạn đã đến với vị trí chú hôm nay là ngày 6 tháng 11 Cập nhật cho các bạn thêm thông tin mới nhất về bầu cử Hoa Kỳ Đây là một cuộc bầu cử Hoa Kỳ rất là quan trọng và rất là gây cấn đến giờ phút này là đã 9 giờ Cali Thì vẫn còn 5 tiểu bang Vẫn còn 5 tiểu bang ở Mỹ Chưa có kết quả Bây giờ kết quả của tạm thời là ông ông Biden đang là 264 phiếu bầu của đại cử tri ông Trump là 214 và có 5 bang là Nevada à, uh, North Carolina, Pennsylvania, Georgia, Alaska là chưa chưa có kết quả kiểm soát kiểm hết phiếu tuy nhiên tại Georgia bây giờ ông Biden đã vượt lên uh, ông ông Trump đến uh, 917 phiếu mà đây là lần đầu tiên để kể từ năm 1912 là một một ứng viên của đảng dân chủ vượt lên tại Georgia khi mà Georgia là tiểu bang của đảng cộng hòa và đây nhớ là từ năm 1912 đến bây giờ bất kỳ một cuộc bầu cử tổng thống nào Georgia đều bầu cho một ứng viên là đảng cộng hòa hiện giờ Pennsylvania ông Biden cũng việc lên là năm 587 phiếu. Là một một số một là một khoảng cách tương đối là an toàn và các bạn nên nhớ là những cái phiếu kiểm tra qua mail là đa số là những người ủng hộ Đảng dân chủ và ủng hộ ông Biden. Và tiếp tục kiểm tra thì những cái số phiếu ủng hộ ông Biden sẽ tăng lên. Đó là mình chắc chắn và ngay tại Nevada thì ông Biden vẫn dẫn trước. Tuy rằng hôm qua ông Trump đã vẫn tuyên bố tại những cái địa bàn này là có gian lận, tuy nhiên nhiều báo đài đã tắt vì à, cái phát biểu này của ông Trump vì à, tuyên bố gian lận của ông không có bằng chứng. trong khi đó thì uh, những uh, trong thư viện đảng cộng hòa yeah, có những người ủng hộ trump lên tiếng ủng hộ phát biểu của ông trump những người không ủng hộ phát biểu của ông trump kể cả ông michell uh, conis là ông uh, lãnh đạo của đảng cộng hòa ông nói là kết quả của bầu cử và mỗi số phiếu đều của người dân mỹ đều phải được kiểm đếm đó là giá trị của nền dân chủ của hoa kỳ và chúng ta phải tôn trọng điều đó mọi gian lận đều phải đưa đến tòa án và tòa án quyết định chứ không phải là một phát biểu đơn thuần không có bằng chứng và trong động thái vào sáng nay sở mặc vụ của hoa kỳ đã tăng cường thêm nhiều nhân viên bảo vệ cho ông Biden và bà Kamala Harris đó là một động thái mà chúng ta có thể biết được là ông Biden có thể là tuyên bố có kết quả vào ngày hôm nay tại Georgia hay là Pennsylvania hay là Nevada có kết quả thì ông Biden có thể tuyên bố về chiến thắng của mình và đây là một động thái mà sở mặc vụ của hoa kỳ đã tăng cường nhân viên bảo vệ cho ông biden và bà harris khi mà có thể ngày hôm nay ông biden sẽ tuyên bố chiến thắng một chiến thắng cho sự tử tế cho sự nhân văn cho tất cả người dân mỹ và có thể là cho tất cả người dân thế giới Video sẽ cập nhật những kết quả mới nhất tại năm tiểu bang cũng như kết quả trong ngày hôm nay cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ channel của Việt Di Chú vũ Nguyễn. Xin chào các bạn.